Bếp Nhật Phạm Phát xin chào tất cả cô chú anh chị và anh em. Hiện nay em giới thiệu với anh em một con bếp mặt men nút dặn ngang. Đó, thì con bếp này là có cái thương hiệu là của Paloma nha anh em. Đó, nút dặn ngang mặt mà men. Thì nó có cái model là ICN36B-L. Đó, mặt tiền đó là cái màu đen luôn nè. Đó, hai cái nút mà giống màu là của hai cái bếp trên. Cái nút khác màu là của lò nướng nha anh em, hình cá nè. Đó. Thì được sản xuất là tháng 9/2017. Số series là 900357. Mà anh em xem trên dưới trong ngoài thì em sẽ báo giá bếp này. Thì biết phương thức mà mua bếp bên em á thì em sẽ bán là em sẽ bao ship cho anh em nè, tặng anh em cặp pin nâng clay vượng cao và bảo hành 12 tháng và gắn lưới chống chuột miễn phí cho anh em ở dưới luôn. Đó. Thì từ bên trái qua đây là hộc để pin. Đó, đây là hai sử dụng hai cục pin đại lớn nè. Cái này có đèn báo pin và đèn báo lỗi luôn nha anh em. Đó. Đây là nút nhận của bếp bên trái ba lửa. À, khi nút nhận á, thì anh em xài anh em nhấn nhẹ vô anh em xoay, đó, xoay qua trái là lửa nó cháy. Đó. Vậy thôi, còn chúng ta chỉnh lửa về chúng ta thả ngược vậy thôi. Đây là lò nướng nè. Khi nướng vậy nướng thì bằng cái nóc lò nướng một lần lửa nha anh em. Rất là đẹp luôn nè. Trời cao quá anh em. Đây bên trong lò nướng nè anh em thấy không? Đó, mới tinh luôn, lò nướng chưa xài luôn nha anh em. Đó, lò nướng một tầng lửa rất là đẹp. Còn đây là bếp bên phải hai lửa nè, nấu cho cái nồi nhỏ cũng nút dẫn, anh em nhấn vô là xay nha. Đó, nhấn vô là xay lửa nó cháy. Đây là lò nướng là nút khác màu, hình cá nó có lò nướng màu đen mà. Đó, bếp rất là đẹp nha anh em. Đây là cạnh hông máy bên phải nè, thì ngay chỗ cái góc nè nè nó có mờ cắn nè, về có cắn nè, em đã dặm sơn lại nè, em xíu ở đây nè. Đó, nằm bên phải nè, nó dứt tay xíu nè, này quay sau lưng rồi anh em. Này cạnh hông mé bên trái nè. Đó, bếp rất là đẹp nha anh em. Rồi giờ lên cái phần bên trên của bếp nha anh em. Đó, đây phần bên trên của bếp nè, mặt mà men. Đó, đời cao của Paloma anh em. Nói chung là mấy con bếp này em tuyển từ kỹ lắm, tuyển kỹ từ khâu đầu vào nên nó chất bếp rất là đẹp anh em thấy không, tem nè. Đó, đây cặp kiềng nè, cực kỳ đẹp. Chị xài những cái mẫu bếp này là thích hợp cho những anh em nào mà cô chú anh chị anh em nào mà lớn tuổi không có thích xài những cái mẫu bếp và nhiều chức năng thì đây là cái mẫu dễ xài nè anh em. Chi lửa nè, hộp kim nhôm Matimon anh em thấy không, rất là đẹp. Đó, sân giới luôn, hồng ga nè anh em thấy chưa. Thì nó có sensor cảm biến nhiệt đáy nồi, khi nêm nóng nấu cạn nước rồi mình ngắt ga và khóa ga và cảm biến chống xì ga nè. Đó anh em thấy chưa, cực kỳ đẹp. Ở đây cũng vậy nè, ngay chỗ mặt này nó có cắn dấu kiềng nè anh em thấy chưa. À, chiếu chỗ đây thôi. Mặt ma men, mặt ma men này để xài nó rất là sạch và bền cho anh em. Này, anh em nấu dơ chứ là để cái dĩa lau sơ qua cái là nó sạch rồi. Đó, đây cặn nè anh em, bếp rất là đẹp. Rồi cho anh em coi cái phần bên trong. Đây là cái nắp bảo vệ lò thoát khỏi lò nướng nè. Để biết đây là hàng nội địa Nhật đã qua sử dụng nha anh em. Về em đã kiểm tra hết rồi, test mọi chức năng cho anh em hết, trên dưới trong ngoài chỉnh lửa cho anh em hết rồi. Anh em mua về chỉ có việc lắp pin gắn ga vô xài thôi, không cần phải làm nữa. Nó còn luôn cái sơ đồ chi tiết hướng dẫn từng bên trong của bếp. Bếp rất là đẹp. Bếp Paloma len keng cho anh em, riêng riêng luôn rồi. Rồi bếp này bán cho anh em với giá là 2.700.000 nha anh em, bao ship tặng pin, bảo hành 12 tháng, gắn với chống chuột miễn phí cho anh em. Đó, 2.700.000 nha anh em, đã bao gồm cước vận chuyển, cực kỳ đẹp. Rồi dỡ cái phần bên dưới cho anh em xem. Đây cái phần bên dưới của bếp nè, anh em thấy chưa. Đó, em mời em quay kỹ lắm, trên dưới trong ngoài cho anh em xem. Anh em mừng anh em chốt thôi, không cần phải lăn tăn nhiều trời. Nguyên viên như anh em.
Vip đã được kiểm tra hết rồi, anh em chỉ việc xài thôi, không cần phải làm gì nữa trơn. Rồi bây giờ em để xuống rồi em đậy nắp lại rồi em test các chức năng cho anh em xem. Thì anh em xem video có yêu mến kênh đó, thì cho em một lượt đăng ký và một lượt chia sẻ, nhấn luôn cái nút chuông máy em phải đó. Mà khi vệ sinh những bếp nào xong mà em đăng anh em kịp thời mua sắm thôi. Rồi để nắp lại. Rồi, cái chức năng đầu tiên khi anh em đang nấu gió thổi tắt lửa thì bếp nó sẽ khóa ga cho anh em. Đó, nên anh em xài là anh em nhắn vô cho anh em xoay. Đó, nó tự đánh lửa là nó sẽ tự tắt. Đó, này, thấy chưa? Rồi em tắt đèn đi cho anh em xem cái lửa. Đây nè, lửa đã canh anh em thấy chưa? Xanh lét luôn. Đó, nhỏ nè. Đó, này, thấy không? Rồi em thổi cho nó tắt trong thời gian từ 5 tới 10 giây, bếp nó sẽ báo khóa ga cho anh em. Những cái mẫu bếp này nó xài rất là lợi ga nha anh em, là an toàn nữa anh em, an toàn tuyệt đối luôn. Khi nó báo là nó cái đèn này chớp rồi nè, đèn này vừa báo pin mà vừa báo lỗi luôn, pin là khi nó cháy đèn hoài luôn á là hết pin nha anh em. Bếp rất là đẹp, giá 2.700.000 nha anh em, bao ship tận pin, gắn lưới chống chuột, bảo hành 12 tháng. Đó, anh em thấy đèn chớp chưa? Mà nó báo rồi đó. Ha. Đây, bếp vẫn còn mở nè. Đó, bên này cũng vậy. Đó. Rồi, chức năng kế tiếp là khi anh em nấu mà anh em quên, anh em bỏ làm việc này việc kia thì nhiệt độ nó gần 300 độ bếp nó sẽ khóa ga cho nè. Khi anh em nấu quên. Rồi, em bỏ hai cái nồi lên. Bếp rất là nhạy nha nè, đó rất là xanh. Bỏ hai cái nồi lên, nhiệt độ nó gần 300 độ rồi, nó sẽ phá luôn. Rồi giờ em sẽ test luôn lò nướng hai tầng lửa cho anh em xem. Đó, ủa lò nướng một tầng lửa chứ, test lò nướng cho anh em luôn nè. Rồi giờ em thổi nó tắt nè. Đó, chút nó cũng báo khóa ga luôn cho anh em lò nướng. Lò nướng rất là đẹp cho anh em thấy không, xanh lét luôn, nguyên viên 100% luôn đó nè. Thì anh em có nhu cầu mua sắm thì cứ alo trực tiếp cho em qua số điện thoại 0938 349 749. Em sống làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh nha anh em, xã Lộc A, huyện Bình Chánh. Đó, nó báo rồi anh em thấy chưa? Đó. Đây, nút nhấn nó mở nè. Đó, nó khóa ra cho anh em. Rất là an toàn nha anh em. Giá bán mà 2.700.000 nha anh em, bao ship tặng pin, gắn lưới chống chuột, bảo hành 12 tháng. Anh em có nhu cầu thì cứ alo trực tiếp cho em, số điện thoại trên tấm bảng em xài một số thôi nhất thôi, hoặc là qua Zalo nha anh em. Đó, hai bếp nó đã nhỏ lửa lại. Em thấy chưa? Nhưng mà gần 300 độ là nó sẽ phá luôn à. Bếp rất là đẹp. Cái mẫu bếp Paloma này nó dày dặn lắm anh em, linh kiện nó dày lắm, dày cực kỳ luôn, dày hơn Gorilla nhiều, xài cực kỳ bền luôn. Giá 2.700.000 bao ship bảo hành 12 tháng tặng pin gắn lưới chống chuột cho anh em luôn. Mặt tiền nó đẹp, tiền đẹp len keng luôn, lò nướng cũng đẹp lắm, nó đẹp ha, ở nguyên viên luôn. Ở bếp bên phải đã báo rồi nè, ở bên trái nè, báo là có đèn chớp nè nè ha, đó đèn chớp. Anh lấy cái nồi xuống. Đây, bếp vẫn còn mở anh em thấy không?
còn phía bên trái thôi. Đó, nó báo luôn rồi đó. Đủ nhiệt độ là nó tự động nó ngắt rồi. Ngắt là nó khóa ga luôn cho anh em. Đây, bếp vẫn còn mở nè. Đó, khóa ga vậy nè. Rồi, anh em muốn bật lại thì anh em trả và anh em tắt là bật nó lại cháy bình thường thôi. Cái gì vậy? Đó, cái gì trơn. Rồi, giờ rồi em cũng đã cho anh em xem trên dưới trong ngoài bếp Paloma nút dần ngang. Model là ICN36B-L đời 2017. Giá bán cho anh em là 2.700.000, bao ship tặng pin, những lưới chống chuột bảo hành 12 tháng. Anh em có nhu cầu mua sắm á thì cứ đi alo trực tiếp cho qua số điện thoại 0938 349 719. Rồi, em xin chào và hẹn gặp lại.